Đức Phật ngày xưa khi còn là trụ thế trong 49 năm, Ngài nói trên đời lắm sát sanh nên bị đau binh hại. Báo quán trả một thân nó thiếu tiền, nó thiêu tới trại, mình đào hang ổ kia nó phá vợ con lại. Quan trái trả soi dần, lóng tay nghe Phật giải. Thịt mua từ lựa khúc béo, cá chắc lựa con tươi. Y phục kén phần nhất, ruộng giường chọn dạng mười, phóng sanh thời tiết của, lãng phí chẳng nhường người. Đến chết hai tay nắm nó một mình tội mấy mươi. Để bắt cái nhịp cầu cho huynh mười tôi gặp gỡ bà con mình hôm nay, mời huynh mười đi. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho thân tộc. Dạ thưa chị Tư, là người đại diện về phía gia đình cùng với tử tôn con cháu chung lo ngày kỷ niệm cho người thân kính mến. Dạ thưa quý bậc lão thành, quý ông quý bà cùng tất cả phái đoàn, cô bác anh chị em đồng đạo, thật là niềm vinh hạnh lớn lao chúng tôi được trở về nơi cái xã Thành Lợi, là nơi cái xã mới của ở Trường Xuân, và đồng thời thuộc về cái huyện Tháp Mười, là nơi đây được có hai lần chúng tôi được đến tham dự tổ chức tại nơi cái xã Thành Lợi này. Nhân duyên của Phật Pháp và tùng theo cái sự nhân duyên đó, và chúng tôi cũng đến đã gặp lại hai lần. Và nơi đây là nhà của chị Tư cũng như cái lần thứ nhất mà chúng tôi được đặt chân tới đây. Thì nhận thấy cái tinh thần của cô bác anh chị em ở nơi cái xã Thành Lợi, và cũng như tất cả cô bác anh chị em cũng vì thương thầy lo đạo. Trong một cái thời gian cuộc tổ chức đã khổ công, cả công lẫn của, và đồng thời không màng đến cái sự cực khổ gian lao để chúng ta tổ chức cái chương trình trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư kính mến để lại. Những điều này là những điều hiếm có đó cô bác anh chị em thấy, song song với những cái việc làm của số cô bác anh chị em, những người đã qua đời rồi, đến cái ngày lễ dỗ đó thì người ta trà rượu thôi à, để đãi quan khách thôi, chứ người ta không quan tâm đến vấn đề sự truyền bá giáo lý cũng như những lời nhắc nhở của Đức Tôn Sư. Giả lại, trong một cái tinh thần chết của số bà con, người ta quan điểm rằng khi cha mẹ ông bà đã từ trần rồi thì người ta không có quan điểm đến cái linh hồn đâu, mà quan điểm đến cái phần hiện tại thôi. Cho nên từ đó hôm nay Đức Bình Vũ Chủ sau khi ra đời dạy con cháu mà muốn đền đáp được cái thâm ân thì chúng ta phải là làm thế nào để hồi hướng lại cho cửu quyền thất tổ, cho người thân ở nơi cái chốn dạ đài. Chốn dạ đài hùng linh tông tổ mong cháu con báo bổ tu hiền, ngõ hầu lây chúc phước duyên, thoát dòng nghiệp báo thì phước điền nào hơn. Nhờ cái vấn đề sự chuyển hướng và đồng thời lo vấn đề tu bồi được cái ân đức của tổ tiên và ông bà, nên vì lẽ mà những cái ngày này những người có trí tuệ, những người có sáng suốt giác ngộ, người ta nhận thấy hồi hướng lại cho những cái điều cho của quyền thất tổ và người thân. Thì chúng tôi nhớ lại không lầm, ông Ba Thới là một tác giả kim cổ kỳ quan rất ra chính bổn. Ông đã viết cái đoạn văn đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Cho nên trăm năm mà lo giữ mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Cho nên vì lẽ mà hôm nay những ngày này, những người con hiếu đạo người ta tổ chức vừa là vấn đề kỷ niệm nhớ lại cái công ơn sanh thành, nhớ lại của người công ơn của dưỡng dục, và đồng thời người ta còn hồi hướng lại cho linh hồn trong khi cửu quyền thất tổ đã lâu đời. Thì trong một cái dịp này chúng tôi hết sức tán dương với gia đình của chị Tư cũng như cô bác anh chị em vừa rồi chúng tôi có tham dự, thì thấy rằng cái số cô bác anh chị em vừa tổ chức cái chương trình cúng kỷ niệm nhớ lại cái người xưa, mà đáng lẽ chúng ta còn hồi hướng lại qua vấn đề chương trình pháp thí là một trong tam hạnh của Đức Phật khi xưa. Vì lẽ là cái chương trình mà tài thí chúng ta đem mà giúp đỡ cho người đó thì chỉ có một thời gian thôi à. Cho nên Đức Phật nói tài thí như minh đăng tiểu thất, còn pháp thí như nhật chiếu trần không. Làm việc tài thí như ngọn đèn trong nhà nhỏ đó, chỉ sáng trong khu khoảnh đó mà thôi. Còn làm việc pháp thí như mặt trời soi khắp bốn phương thiên hạ, hễ mặt trời soi đến đâu thì mờ tối đều tiêu tan đến đó. Cho nên cái công hạnh pháp thí là một quan trọng lớn.
Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ hằng dạy cả tiếng kêu cùng các chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân rồi gìn đạo, hiệp cùng nhau để truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Cho nên cái công đức mà truyền bá chẳng những cái âm siêu dương thế, cái cõi mình có dương, mà các cõi âm trên ta còn đến đây để tham dự và nghe nó của bác anh chị em. Nhớ lại trong kinh Pháp Cú ngày xưa khi Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, Ngài nói cái người cư sĩ quét thêm một cái ngôi nhà thôi à, làm vệ sinh thôi à, và một ngôi chùa thôi mà còn có cái sự công đức, huống chi là hôm nay chúng ta tịnh ba nghiệp. Trong kinh Pháp Cú Nguyên Văn Đức Phật dạy đó, cần táo và lam địa, thời thời phước huệ sanh, tỳ du nhân khách chí mà diệt hữu thánh nhân hành. Nghĩa là xiên quét đất vườn chùa hằng ngày sanh trí tuệ, tuy không có khách khứa đến chứ cũng có thánh nhân đi. Chính là những cái công tác đơn giản nhỏ mọn vậy mà còn có sự công đức, huống chi cô bác anh chị em ngồi đây. Chúng ta tịnh được ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh rồi, thì chúng ta đã lắng dịu nghe những lời hay đẹp của tổ thầy, thì công đức đó vô lượng của bác anh chị em. Thôi thì thời giờ có hạn, chúng tôi tán dương gia đình cùng với tinh thần đoàn kết của Phật giáo Hòa Hảo mà xa cũng như gần của bác anh chị em đồng tề tựu đến đây để ủng hộ chung với nhau trong tinh thần hiếu đạo của chị Tư và đồng thời hoàn truyền giáo lý của Đức Tôn Sư kính mến để lại. Vậy thì lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin đại diện cho địa phương xã nhà và đoàn chân thành gửi đến gia đình của bác anh chị em lời vấn an sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thôi thời giờ có hạn, giờ đây cũng gần như là 9 giờ rồi. Lẽ ra cái chương trình trao đổi thì có lẽ sớm 8 giờ rưỡi, nhưng mà giờ đây cũng là kịp lúc. Trong khi chờ đợi sự gặp gỡ và lắng dịu nghe qua những cái lời hay đẹp của tổ thầy, lẽ ra chúng tôi đem tinh thần tu thiết. Nhưng thôi, nhượng lại trong cái hội trường của bác anh chị em mình có mặt nơi đây, thì nếu có những câu kinh tiếng kệ của Đức Thầy thì chúng ta đồng đưa lên để chúng ta cùng nhau trao đổi trong một chuyện hiếm có hôm nay. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Sư Ngô Duyên. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mười tôi cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi toàn thể bà con mình hiện diện có mặt hôm nay. Thôi thì bây giờ trở lại qua cái chương trình thì mời chị Tư đi nè, vô đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi huynh mấy câu. Nếu ai dự đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, mà về Tây Phương học đạo là mình học cái gì mới được mà trở lại cứu vớt chúng sanh? Vậy xin huynh giải cho tất cả đều nghe chung mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi cũng cảm ơn đồng đạo mình ủng hộ cho đồng báo ta cái đề tài đầu tiên hôm nay đi. Rồi thôi mời huynh mời. Nam Mô A Di Đà Phật, mời anh. Vậy thưa quý vị, giờ đây cái chương trình trao đổi và nghi vấn về cô Tư là cái người ở xã Phước Cường cũng có theo trong đoàn đây và nêu lên những cái lối tảng văn trong điều răn cấm thứ 8 của Đức Bình Giáo Chủ dạy trong 8 điều răn. Rồi nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, thì đồng đạo người ta thắc mắc vậy chứ bên đó học cái gì mà gọi là học đã cho hoàn toàn để trở lại cứu vớt chúng sanh. Ở đây chúng tôi lặp lại những cái lời của cô đã nghi vấn. Thì thôi thưa toàn thể quý vị, ở đây thì bà con mình biết đó, suốt thời gian hoàn truyền giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo trên 7 năm của Đức Thầy sau khi xa vắng rồi, nhưng mà trên 20 vạn lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó thì gom vào ở trong cái quyển thi văn sưu tập này không còn thiếu à. Ở trong đó nó có hai câu thôi là cốt tủy kinh của Phật giáo Hòa Hảo. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu đó. Cốt tủy kinh là gì? Là rút tất cả những kinh tạng vào đó trong hai câu này. Cái câu thứ nhất đó là Ngài nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ, thì cái ngày đại gặp ta, ai muốn gặp Thầy coi trong tôn chỉ hành đạo quyển sáu của Đức Thầy sẽ gặp Thầy. Cái câu thứ hai là muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng là 8 điều răng. Hai câu này nó rút hết trơn trong 20, nghĩa là dặn lời của Đức Bình Giáo Chủ trong này là hai câu này. Ai muốn gặp Phật, gặp trời, gặp Thầy thì phải hỏi trong hai câu đoạn văn này. Thì ở đây chúng tôi xin trình bày với cô bác anh chị em. Hiện nay đồng đạo đã đưa lên cái câu này là cái phần chót để nói qua trong 8 điều răn của Đức Bình Giáo Chủ. Thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường khoai kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà. Giờ đây chúng ta coi lại
Rồi đồng thời nếu ai giữ được trọn lành, mà trọn lành như thế nào gọi là trọn lành? Rồi ai giữ được trọn sáng, trọn lành rồi trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Ở đây trong đó nó có hai điều phân ra làm hai giới. Vậy thì giờ đây cô bác anh chị em ai cũng muốn trở về cảnh giới Tây Phương được như Đức Phật A Di Đà giới thiệu đó, Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi giới thiệu cùng với ông Xá Lợi Phất và bà Di Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La là hai trong cái quyển kinh, và đồng thời nói rằng cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà trong đó thôi, cái cảnh cực lạc tức là tuyệt vui, chứ cực là tuyệt là tột cùng, mà chứ lạc là vui, không có cái cảnh vui nào bằng cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Cho nên ai cũng muốn trở về nếu cảnh giới đó thì phải có ba yếu tố chính của nó là tín nguyện hạnh, lời của Đức Phật khi xưa viết trong A Di Đà kinh cũng như là Tam Kinh Tịnh Độ đều có nói như vậy. Thì ở đây nếu ai muốn trở về cảnh giới đó thì sau tám điều răn của Đức Bình Giáo Chủ giới thiệu là nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng rồi mới về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Ở đây chúng tôi xin đóng ngoặc lại cái dấu ngoặc này để trao đổi cùng với các bác anh chị em. Nếu chúng ta muốn trở về cảnh giới bên kia thì điều kiện thứ nhất là chúng ta phải trọn lành. Cái thứ nhất là trọn lành. Mà muốn trọn lành thì chúng ta phải diệt những cái điều ác, tức là 10 điều ác nó chúng ta phải diệt hết đi thì chúng ta mới được trọn lành. Trong đó muốn được trọn lành phải tịnh được 3 nghiệp, tức là tịnh trong tam nghiệp và đồng thời đền trong tứ đại trong ân, 4 điều ân này. Lành với 3 nghiệp, lành với 4 ân thì chúng ta mới gọi là trọn lành. Thì ở đây chúng tôi nói nó đã đại khái, nhưng mà nếu nói xung quanh như vậy không thì nó quá cô động rồi. Bây giờ xin trở lại với cô bác anh chị em, hiện nay mỗi một xác thân của chúng ta đó đều có 3 cái nghiệp. Người sinh ra trong cõi thế gian này có 3 cái xác thân này đều là có 3 cái nghiệp. Một là thân nghiệp, rồi hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. 3 nghiệp này nữa nó tạo thành 10 cái điều ác. Thành ra từ cái 10 điều ác đó, nó chuyển từ trong 10 điều ác đó đó thì chúng sanh mới đi đầu thai lẫn lộn trong 3 nẻo 6 đường. Thành ra từ đó hôm nay Đức Phật muốn đưa ra làm cái đạo làm người, mà muốn chúng ta được trọn lành thì điều kiện chúng ta phải diệt trong 10 điều ác. Cũng như muốn mà cho lúa trúng thì điều kiện thứ nhất là chúng ta phải diệt sạch cỏ, phải không? Cho nên từ điều kiện thứ nhất đó là chúng ta cần phần làm sao tịnh được 3 nghiệp đó thì chúng ta mới gọi là trọn lành. Thì ở đây chúng tôi cô động thêm một phần nữa đó. Thân nghiệp của con người sinh ra 3 điều là sát, sanh, đạo, tạc, tà, dâm. Rồi khẩu nghiệp con người sinh ra 4 điều ác là lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Còn ý nghiệp của con người sinh ra 3 điều ác là tham lam, sân nộ, mê si. Thành ra 10 điều này đó Đức Phật khi xưa dạy đó, là nếu chúng ta mà không diệt được 10 điều ác này thì không bao giờ chúng ta trở lại cái 10 điều lành. Cho nên từ đó muốn trở về cõi trời thì chúng ta phải tu thập thiện, tức là tu theo lối mà diệt được 10 điều ác đây. Thiên thừa giả giáo nhân, tu thập thiện nhi báo đắc thiên thân. Muốn trở về cõi trời phải tu 10 điều lành, nhất là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không ý ngôn, không ác khẩu, không giọng ngữ, không tham lam, không sân nộ, không mê si. 10 điều đó rồi Đức Bình Giáo Chủ dạy cái phần chót: ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho trồng cây lành, dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất. Đây là cái cây lành nghe giống lành, cho nên thầy mới viết câu đoạn văn khác là giống lành ai cũng lo gieo cái cõi đời, thứ dữ đó hết leo qua bờ, ai cũng đều lo có gieo cái giống lành hết. Thì gọi là gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu tất thái bình. Mỗi nhà mỗi xóm đồng tu thiện thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Cho nên từ đó hôm nay đó, tất cả chúng sanh mà không có cái nghiệp sát rồi thì từ 10 phương thế giới không có cái động cái sự đau binh. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà khứ động đau binh. Cho nên 10 phương thế giới nếu không ai chia cái nghiệp sát này thì không có cái sự đau binh chiến tranh đâu cô bác anh chị em. Sở dĩ có cái sự chiến tranh đau binh khói lửa đây nó là do nó cái nghiệp sát này nè. Do nghiệp sát cho nên Đức Phật ngày xưa khi còn là trụ thế trong 49 năm, Ngài nói trên đời lắm sát sanh nên bị đau binh hại. Báo quán trả một thân nó thiếu tiền để thiêu tới trại, mình đào hang ổ kia nó phá vỡ con lại. Quan trái trả soi dần lóng tay nghe Phật giải. Thịt mua từ lửa khúc béo, cá chắc lửa con tươi. Y phục kén phần nhất, ruộng giường chọn dạng mười. Phóng sanh thời tiết của, lãng phí chẳng nhường người. Đến chết hai tay nắm nó một mình tội mấy mươi. Đồng ý không? Cho anh Tàng phá tay quý vị. Cho nên vậy lẽ mà hôm nay đó, mình biết là thế thượng tội hữu đau binh kiếp, trừ phi bất thực chúng sanh nghiệp. Trên đời muốn khỏi đau binh, xin đừng giết chúng hữu tình mạng. Hiện nay vì vấn đề sát giết các loài vật đó mà ăn đó, thành đã mới sanh ra cái chữ chiến tranh, sanh ra cái chuyện mà thù hận, sanh ra cái chuyện mà là
đầu thai trong tất cả sáu đường là do đâu? Là do vấn đề cái sự sát giết lẫn nhau đó cô bác anh chị em. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật từ phụ còn ở trong cái thời kỳ Ấn Độ, Ngài nói là sát kỳ mang giả thì xuất Phật thân chi quyết. Nguyên văn ở trong Kinh Phạn nói rằng sát các loài vật mà giết để mà nuôi cái thân mạng này chẳng khác gì làm cho thân Phật ra máu vậy. Đó là trong cái Phật. Cho nên sát mạng chi thâm dư đoạn từ bi chi chủng tử, sát các sanh mạng mà giết đó là chẳng khác chi mình chặt cái cây từ bi, tức các lòng từ bi và mất đi giết cái chủng tử của Phật tánh của mình. Cho nên từ đó Đức Phật mới cấm cái vấn đề cái sự sát giết. Mình giết nó tức là sát sanh thì giảm kỹ, mà phóng sanh là tăng kỹ. Cho nên nhà xưa Đức Phật khi xưa muốn con người sống lâu thì điều kiện chúng ta phải vấn đề và phải đó là tha thứ mạng sống cho tất cả các loài vật thì cái thân mạng mình mới có thể tăng trưởng được. Cho nên kiếp này mạng sống dài lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành, kiếp này mạng sống mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều, đồng ý không? Thì ở đây nó cô bác anh chị em còn nghe rất nhiều kinh của Phật kể rất nhiều rồi, mà ở đây chúng tôi cô động lại đó thì chăng thì cũng chỉ quá phải 20 phút mới được. Hiện nay cô bác anh chị em biết đó, cái người mà phóng sanh thì tăng kỹ là ai? Ở đây chúng tôi kể là cái bộ chuyện trong kinh Phật có kể lại. Ngày xưa đó có một vị thánh tăng tu ở trên một cái sườn núi đó. Ông có một người đệ tử cầm quạt hầu một bên. Khi mà ông đã có huệ rồi đó, ông mới dòm qua cái người đệ tử cầm quạt đông thì ông nói rằng: "Con ơi, thầy thấy con trong cái số mạng rất thiểu mạng rồi. Hiện nay trong không quá 7 ngày nữa là con đã từ trần bỏ xác. Thầy cho phép con được trở về để từ giả thân bằng quyến thuộc cha mẹ đi. Để rồi trong một thời gian sau này thầy trò gặp lại." Thì cái người đệ tử rất đau buồn. Hiện nay thầy mình là biết chữ quá khứ vị lai, nói rằng mình 7 ngày nữa là mình sẽ bỏ xác. Thế vậy ông đau lòng từ biệt thầy gác lễ ra đi. Nhưng mà khi trở về nó dọc đường nó cô bác anh em mà gặp một cái cơn trời mưa như suối đổ. Như vậy thì lúc bây giờ các cái đoàn kiến nó bị trôi theo như cái lằn suối đó, nó quấn cục vào cô bác anh em. Thì cái ông này ông động lòng từ bi thương đi, nói: "Tàn ơi, mình làm người đây mình còn tránh né được cái mưa gió, còn cái loài kiến này đó nó vô tình nó chết cục như nhau vậy đó, thì thấy nó cũng khổ quá." Thế vậy ông liền thương đi, ông cởi cái áo của ông ra, ông xuống còn bọc cái ổ kiến đó, ông đem ra cái gò mối đó bây giờ ông thả, rồi còn một số thì ông lấy cây ông gác ngang qua cái suối vậy đó, con nào leo lên được thì nó cũng sống được số. Chỉ có việc làm như vậy thôi cô bác anh chị em mà. Nhưng mà khi trở về rồi đó, thì qua đến cái ngày thứ 7 rồi đó, cái ngày thứ 8 đó, ông sống đi, ông không có chết đi, rồi ông trở lên. Ông nói: "Ủa thầy nói mình 7 ngày chết mà sao bữa nay mà ngày thứ 8 mình cũng còn sống đây, thôi giờ mình lên để trình với thầy để cho thầy biết là mình đã được có sống lại đây." Thì ông khi trở lên rồi đó, thì lúc bây giờ cái ông thánh sư thánh tăng đó, ông ngạc nhiên đi, ông nói: "Ủa mình coi thằng này 7 ngày nữa nó chết mà sao bữa nay mà cái ngày thứ 8 mà nó lên đấy." Thôi bây giờ bắt đầu ông mới nhập định, ông quay xong rồi nó, ông mới hỏi đệ tử, ông nói: "Nè con à, thầy hỏi thiệt con nghe, khi con được trở về để mà thăm gia đình đó, dọc đường có gặp cái chuyện gì xảy ra và chuyện gì làm của con đó, con hãy thuật lại cho thầy nghe." Thì cái người đệ tử mới thưa thầy đó: "Khi mà từ giả thầy con trở lại xuống núi gặp một cái cơn mưa quá lớn đi, cho nên các cái đàn kiến nó bị cuốn trôi theo dòng nước, con động lòng thương chỉ cởi áo mà đem nó lên trong cái gò mối thôi, bọc nó lên gò mối thôi và gác cây cho nó lên thôi, chỉ có việc làm như vậy chứ thật sự gia đình con không có làm những gì cả." Thì chừng đó ông thánh tăng mới biết được, con người mà muốn được sống lâu thì chúng ta phải vấn đề mô hoặc. Ủa sao kỳ vậy nè, rớt rồi, đứt dây rồi, đúng không? Đứt dây dạ. Tiếp rồi. Thì ngay trong cái lúc đó cái mạng sống của con người do đâu là do chúng ta biết nghĩa là tha thứ tất cả mạng sống cho tất cả các loài vật. Cho nên từ đó hôm nay mình mới thấy trong kinh có kể lại vậy. Nên cái người mà muốn sống lâu thì chúng ta cần phải vấn đề tha thứ mạng sống cho tất cả loài vật. Mà tôi nói mình mua cá mua chim mà thả đây không bằng một cái người mà ăn chay như cô bác anh chị em. Không có tiền lý gì chúng ta mua, mà thay vì chúng ta ăn chay là chúng ta tha thứ mạng sống, tức là phóng sanh rồi đó. Người ăn chay là người đã phóng sanh rồi đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi xin thưa, trong tất cả các kinh của Đức Phật đã dạy thì tất cả các hạnh thế gian này, các cái hạnh bố thí thế gian này, không có cái hạnh bố thí gì lớn cho bằng cái hạnh người biết ăn chay. Ở trong kinh Đức Phật dạy: "Bất sát nhân chi đại, bất tà lễ chi chánh, bất tử trí chi minh, bất vọng tướng chi trí." Bất sát nhân chi đại là không sát giết các loài vật để nuôi thân mạng này thì được gọi là nhất đại bố thí. Không có bố thí gì lớn cho bằng cái bố thí bằng cái người biết ăn chay.
Cho nên cái ông Ba Thới là tác giả Kim Cổ Kỳ Quang trong chính bổn nói là tu biết thương, vốn thiệt trai trường. Còn hai ai tu tham cổ thì tu đường địa ngục. Đó. Đó, lòng trời đất thương điều dặn vật đức kháo sanh tiên Phật một màu thượng cầm hạ thú lao sao côn trùng thảo mộc con nào cũng linh. Nó cũng đúng như mình đang sống thì nở lòng nào tuyệt giống nhất nòi. Tất cả các loài vật đều tham sống sợ chết cô bác anh chị. Tôi nhớ lại cái mẫu chuyện của cái cung dượng ở trong cái bộ kinh mà của ông Hứa Sử Thiên Minh có kể lại. Ông Hứa Sử một hôm đi trong một khu rừng, ông ham cái kiểu du thú bắn săn ở trên một khu rừng đó, ông gặp các con dượng đó, nó đang cho con bú. Ông liền dương tên bắn các con dượng đó, nó con dượng mẹ bị tên độc đi. Cho nên con dượng mẹ nghĩ rằng không thể nào sống để nuôi một đàn con. Cho nên liền cho con bú no rồi giết sữa đưa cho nhà dưỡng được. Thì nhà dưỡng được liền ôm cái đàn con mới truyền cây để mà tẩu trốn. Thì Hứa Sử Tinh Quân mới truyền quân được nà theo bắn. Cả hai nhà dưỡng dựng được dưỡng cái đều rơi xuống chết hết của bác anh em. Thì sau khi trở về, vua truyền lệnh để làm thịt yến đãi, yến tiệc. Thì quân làm thịt đó, nó báo cáo với vua, muôn tâu bệ hạ không biết lý do nào. Con số mổ cái đùm ruột của cái nhà dưỡng đực đó, thì nó còn nguyên vẹn. Nhưng mà cái nhà dưỡng cái đó, mổ ruột nó thì ruột nó đứt từ khoanh hết trơn của bác anh em, đứt từ khoanh hết trơn. Thì đức vua nghe nói vậy mới suy nghĩ, vuốt rông mới suy nghĩ như vậy, té ra cái nhà dưỡng cái khi nó bị tên độc rồi. Nó nghĩ rằng không thể sống để bảo toàn con nó, cho nên cái tình thương của người mẹ nó thương con có thể đứt từ đụng ruột. Cho nên Đức Bình Võ Chủ mới viết cái đoạn văn là thương hại mấy lê dân đứt ruột. Cho nên từ đó hôm nay ông Hứa Sử Tinh Quân nghĩ như vậy thì té ra mình làm người vì mạnh hiếp yếu, khôn hiếp dại, trí hiếp ngu. Cho nên từ đó ông mới là bẻ cung ná đem ra ngoài biển đó. Triền quân bỏ hết rồi đồng thời mới viết hai cái câu liễn lên để răn dân chúng ở tại cái đô thành. Khuyến quân mạc đã chư đầu điểu, tử tại sào trung vọng mẫu nguy. Nghĩa là khuyên người chớ bắn chim trên nhánh, trong ổ chim con ngóng mẹ về. Một con chim mà mẹ đã chết rồi thì cái bầy con ra răng trứng nở ở trong ổ đó được chết hết cô bác anh chị em, chết hết trơn. Cho nên cô bác anh chị em nào có từng làm ruộng đó, hợp tác xã khi bơm nước xong rồi thì cái nhà cá đó, cá lóc nó có một bầy con rồng rồng, nó mới gian con nó xuống vào gần cái mé sông đó, nó hớp con ở trong miệng, nó nhảy ra ngoài kia, nó tẩu thoát. Rồi nó nhảy trở vô, rồi nó hớp con, nó nhảy trở ra, nó di tản một đàn con nó ra một cái dòng sông vậy để sống nó cô bác anh em. Cái nhà cá đó, nhà cá lóc đó, mà nó còn có một cái tình thương như vậy, thì tất cả các loại sinh vật thế gian này, nó đều lòng tham sống sợ chết y như mình cô bác anh em, lòng tham sống sợ chết y như mình. Cho nên Đức Mạnh Tử khi xưa nói kiến kỳ sanh bất nhẫn, kiến kỳ tử, văn kỳ thinh bất nhẫn, thực kỳ nhục. Nghĩa là thấy sống không nỡ đành thấy chết, nghe tiếng kêu la thì không nỡ ăn thịt. Cho nên từ đó hôm nay mình cái người tín đồ Phật giáo hảo, khi được nghe Đức Thầy nói có vấn đề trọn lành thì chỉ có một thôi. Rồi đây chúng ta mới tra cứu thêm như vậy là trọn lành chẳng những gì vấn đề trong vấn đề mà tứ ân, đền đáp tứ đại trọng ân, mà chúng ta còn phải làm trong 10 điều được trong sạch là không sát sanh, rồi không đạo tạc, không tà dâm, về không lưỡng thiệt, không ý ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, không tham lam, không sân nộ, không mê si. 10 điều này chúng ta trong sạch rồi cô bác anh chị em à, khỏi nói Đức Bình Võ Chủ nói mê muội ác hung về địa ngục mà hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, đồng ý không? Dạ. Thành ra từ đó hôm nay chúng tôi muốn nói ở đây là nói một đại ý thôi, đầu tiên chỉ sát giết thôi mà còn có một cái công năng như vậy, còn huống chi mà còn gọi là 9 điều kia nữa, chúng ta mà có thể tịnh được, trong sạch được thì lo gì chúng ta không trở về cảnh giới Phật. Cho nên trong 12 câu chú của Đức Bình Võ Chủ dạy: cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đến chung vui Phật đài. Cho nên tam nghiệp hằng thanh tịnh, thường trực đáo Tây Phương. Ba nghiệp trong sạch đó là Phật, mà ba nghiệp là không trong sạch tức là chúng sanh. Đó là một. Thôi bây giờ thêm nữa đi. Thêm nữa là vấn đề chúng ta sau khi đã đền đáp được cái ba cái nghiệp là trong sạch rồi, thì bốn cái ân này chúng ta cần phải tiếp tục. Đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Bốn ân này đó cô bác anh chị em, từ khi Phật Thầy Thế An ra đời năm 1849 năm Kỷ Dậu, Ngài cũng dạy loài cầm thú còn hay biết ổ, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. Cho nên niệm Phật phải giữ bốn tứ ân: ân nhà, ân nước, cái sử phân lấy nghìn. Cho nên từ đó hôm nay cái người niệm Phật còn phải gìn giữ được bốn ân đó, huống chi Đức Bình Giáo Chủ dạy tu thân thiện tính ráng chuyên cần lục tự di đà giữ tứ ân. Như vậy thì cái người việc tu thân đây chúng ta cần phải giữ bốn ân, nếu không bốn ân đó thì chúng ta không làm sao đền đáp được. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ là nếu ai giữ được trọn lành
tức là 10 điều ác và 4 ân này chúng ta đã được trọn rồi. Nhưng mà sau khi trọn sáng nữa là chúng ta cần phải tu thêm một cái phương pháp đặc biệt, nó Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, mà hai phương pháp này của Đức Bình Giáo Chủ đưa ra. Trong này hai vị giáo chủ đó là một là cái cảnh giới Ta Bà do Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi ra rèn ra Bát Chánh Đạo là phương pháp Thiền Tông. Còn ở bên Tây Phương Cực Lạc bên kia là Đức Phật A Di Đà đã đưa pháp môn Tịnh Độ là pháp môn Niệm Phật. Hai vị giáo chủ được Đức Bình Giáo Chủ có sứ mệnh để rồi nghĩa là dân sứ mệnh của hai vị đó để mà truyền khai hai phương pháp. Cho nên giờ đây chúng ta muốn được trọn sáng thì phải trở lại phương pháp Niệm Phật và Thiền Quán. Đức Thượng Bình Giáo Chủ đưa ra phương pháp môn Hoàng Diệt. Đây chúng tôi đọc lại nguyên văn của Đức Thầy. Cứ theo con đường, ta cứ theo con đường Bát Chánh Đạo của Phật mà đi nè. Giữ tâm thanh tịnh, tức là tu huệ đó. Làm việc nhân từ là tu phước. Không lòng hờn giận chẳng giả ghét ganh chuyên tâm niệm Phật là tu huệ. Giúp thế độ đời là tu phước. Đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên. Lần lần trí huệ mở mang khỏi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Hãy vô minh bị diệt thì hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc động diệt, thọ cảm diệt thì ái diệt, bảo thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt, lão tử diệt, ấy là giải thoát vậy. Đồng ý không? Đó là cái phương pháp của Đức Thầy đưa ra, nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng. Như vậy thì hai điều này nếu mà chúng ta được rồi thì cái quốc độ cảnh cực lạc bên kia nó có bốn cõi. Bốn cõi ở đây chúng tôi coi trong kinh Tam Kinh Tịnh Độ, bốn cõi, cõi thứ nhất á, là Thường Tịch Quang Tịnh Độ, cái cõi thứ hai là Phật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, cõi thứ ba là Phương Tiện Hữu Dương Tịnh Độ, cái cõi thứ tư là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ. Nếu như nhờ chúng ta trở về cái cõi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ là cái cảnh đó, chúng ta được an dưỡng nơi đó để đi học đạo, là vì cái trình độ chúng ta chưa hoàn mỹ được nên cần phải học gọi là Bồ Tát Bổ Sứ. Sau khi trang nghiêm công hạnh của Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ là cái cõi tịnh độ thứ tư thì chúng ta được trọn hoàn toàn, được nghĩa là chân thiện mỹ xong rồi chúng ta mới được trở lại gọi là Bồ Tát Bổ Sứ, chúng ta được trở lại để mà độ chúng sinh. Thành ra từ đó cái câu nói của Đức Thầy đơn giản, nhưng mà hiện nay nó cái công tu của Phật, của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất nhiều, trong đó nó có ba hạng: thượng, trung, hạ. Nếu như chúng ta mà chuyên tu về pháp môn tịnh độ gọi là chuyên tu, còn chúng ta là tại gia cư sĩ gọi là kiêm tu. Tại gia cư sĩ chúng ta lo lam lũ làm ăn, thành ra không có cái thời giờ để chúng ta ngồi để mà niệm Phật trực tiếp. Còn cái người ở cốc, ở am, ở nơi cái vùng bảy núi đó, người ta không có cái thời giờ làm ăn như cư sĩ, cho nên người ta chuyên tu. Chuyên tu tức là không rời sáu chữ. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin thưa nó, cái phương pháp tịnh độ nó có cao thấp. Nếu hôm nay chúng ta làm mà có vấn đề giữa cái vấn đề vừa lo làm ăn, rồi vừa lo vấn đề cúng lại, rồi ăn chay làm lành niệm Phật, thì chúng ta gọi là kim tu. Nhưng mà cái kim tu này nó cao hơn cái vấn đề chuyên tu theo chúng tôi hiểu. Bởi vì cô bác anh chị em có coi trong cái tám bài sai của Đức Bình Giáo Chủ: sai đạo quyền di rứt nước Tịnh Dương, sai câu Bồ Tát rứt cho thường, chỉ Bồ Tát giải theo vấn đề phạn văn, Bồ giả, Phổ giả, Tác giả, Tế giả, Thế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, nãi thì Bồ Tát. Cái chữ Bồ là chữ Phổ, chữ Tác là chữ Tế. Chữ Phổ là rộng, mà chữ Tế là cứu giúp, mở rộng cái lòng cứu giúp ra. Như vậy thì Phổ Tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miệng niệm đến trần gian. Giờ đây chúng ta mở rộng cái lòng thương yêu lẫn nhau, gặp ai cái cảnh khó khổ này kia chúng ta chia sẻ lẫn nhau, thì cái tình thương đó gọi là cái tình thương từ bi bác ái mà Đức Bình Giáo Chủ hằng nhắc nhở: con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một giường từ bi. Đồng ý không? Cho anh đồng hóa tay. Yeah. Vậy thì tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiện, tất cả bảy báo kim ngân sa cừ pha lê mã não sang hô phách, bảy báo này so lại với cái người có cái lòng từ thiện không thể bị được, cô bác anh chị em đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng cố gắng, nếu vấn đề chúng ta vấn đề tu tập giữa trong năm điều yếu tố của Phật giáo Hòa Hảo gom lại là: một là cúng lại nè, hai là ăn chay, ba là làm lành, bốn là niệm Phật, và năm là giữ giới. Năm cái điều này tiết mục chung của Phật giáo Hòa Hảo. Trong quyển Thi Văn sưu tập toàn bộ Đức Thầy nói rất nhiều, nhưng mà gom lại chỉ có năm điều đó là cơ bản của Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên ông Thiền Hòa Đại Sư nói trong tông bổn thiền sư: nể nhược trai giới tinh nghiêm, nhất tâm niệm Phật bất sanh tịnh độ, ngã đương đọa bạc đọa địa ngục. Nghĩa là nếu có người nào mà biết cúng lại nè, ăn chay làm lành niệm Phật giữ giới, khi mất thân mạng này mà không giảng sanh trở về tịnh độ bên kia thì ông nguyện đọa vào địa ngục chịu tội các lưỡi. Cho nên Đức Bình Giáo Chủ mới thề là: thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời.
đồng ý không cho anh Đồng phá tay nữa. Dạ. Thưa quý vị, thời giờ có hạn và chúng tôi giải thì vấn đề trong cái cô động thôi, trong một cái câu hỏi của vấn chủ. Vậy thì nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng, về nay cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu chúng sanh, thì chúng tôi cô động thiếu đi lấy phần chú giải thiếu phần bình. Cho đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.